Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến. Nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy. Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những hành trình khám phá, những địa điểm ăn uống sống ảo dưới một góc nhìn tích cực và lạc quan của mình. Và mình sẽ dẫn các bạn đến một chỗ mà hiện tại nó đang rất là hot ở Bắc Giang. Không biết là các bạn có đoán ra là gì không nhở? Bây giờ là tháng 3, chính là mùa hoa gạo. Và ok, chúng mình hãy cùng đến cây gạo ở Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhá. Hôm nay thì mình sẽ không đi một mình sẽ đi cùng với một người bạn nữa. Và đó chính là... Chào các bạn, mình là Dũng. Ok. Bye bye. Bật mí nhỏ nhá, cậu ấy là một du học sinh Sài Gòn các bạn ạ. Do dịch Covid-19 nên là trường không cho đi học. Thế nên là bây giờ vẫn đang bám càng ở nhà, vẫn đang ăn cơm mẹ nấu. Và ok, bây giờ thì mình sẽ dẫn đường cho các bạn đến chỗ cây gạo nhá. Khi đi đến Bixi Bắc Giang nằm cạnh cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì bạn sẽ nhìn thấy một cái chỗ như thế này. Và mình cũng không biết nó là chỗ nào nữa, trời ơi, mình không nhớ tên được nó là gì. Cứ thế các bạn chạy thẳng theo con đường Tây Yên Tử vừa rộng vừa đẹp này. Đi qua cây xăng này, đi qua tòa án tỉnh này. Hai bên là những cánh đồng lúa rộng mênh mông thẳng cánh cò bay. Và nhà mình thì nằm ở khá gần đoạn đường này. Và đi thẳng tiếp đến Tân An nhé. Đến ngã tư Tân An thì rẽ phải nha. Nếu cứ tiếp tục đi thẳng thì chúng ta sẽ đến chùa Vĩnh Nghiêm. Tuy nhiên thì hãy rẽ phải nha. Chúng ta cần đi đến Lạng Sơn. Uầy, các bạn có thấy gì không? Trời ơi. Đi tiếp nhá. Úi giời, tí nữa thì đâm. Cứ đi theo con đường đó thì các bạn sẽ thấy đê. Và đến đây thì hãy rẽ xuống con đường bên trái nhá. Thề luôn. Không hiểu có cái gì mà lại hot thế. Giờ còn phải kiếm chỗ để xe đã. Ở đây an toàn đến nỗi mà người ta không cả thèm rút khóa xe luôn các bạn ạ. Trời ơi, đông như đi hội luôn ấy. Các bạn có thấy thế không? Nhạy ngáo vậy. Vâng, và hiện tại chúng mình đang tường thuật trực tiếp. À không phải trực tiếp mà là chúng mình đang có mặt tại hiện trường của cây gạo. Thật sự là mình không thể tin được nó đông như thế các bạn ạ. Em ơi, súng ống các kiểu to nhỏ dài ngắn đủ cả các bạn ạ. Có nhiều người lầm tưởng ở đây là một cây gạo nhưng thực chất là hai nha các bạn, hai cây đấy, không phải một đầu. Nhưng mình chả hiểu sao rõ ràng là hai cây mà người ta lại gọi là cây gạo cô đơn, quái lạ nhở. Và ở ngay cạnh gốc gạo thì người ta có xây dựng lên một cái miếu gọi là miếu bà cô. Với số lượng người mỗi ngày đến đây đông như vậy thì mình dám cá là kinh doanh ở đây sẽ rất là thuận lợi các bạn ạ. Đến đây chỉ cần ngồi đây xong bán nước thôi, cả ngày chắc cũng kiếm được khá khá đấy. Tiếc là mình không ở đây, mình mà ở gần đây thì mình sẽ mang nước ra đây bán. Đó, bán nước. Nhưng miễn làm sao đừng có xả rác ra đây là được. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tiến xuống phía dưới góc bên kia để chờ một chút nữa sẽ quay kiểu timelapse mặt trời lặn ý. Chúng mình sẽ có những bức hình ngược sáng, những shot quay ngược sáng và hy vọng là sẽ đẹp với hoàng hôn buổi chiều nay. Ego du học sinh Sài Gòn. Ui ui ui, nhìn góc này đẹp thật các bạn ơi. Hi, trời ơi đẹp quá. Trên tay mình đang cầm một bông hoa gạo. Hoa gạo còn có tên gọi khác là hoa mộc miên. Hoa gạo sẽ có đây là 5 cánh màu đỏ cam này. Cánh hoa thì khá là dày. Wow, đẹp quá. Đến đây ngoài chụp ảnh thì có một số các bạn trẻ thì sẽ đến đây và ngồi party như thế kia. Khá là thú vị.
Đến đây thì ngoài chụp ảnh với cây gạo thì còn một background rất là đẹp để các bạn có thể sống ảo, đó là những con bò. Bây giờ thì hãy cùng mình đi vào giữa những con bò nhá, xem là nó có đẹp hay không. Những chú bò ở đây thì rất là thân thiện và chúng nó không hề sợ người các bạn ạ. Chỉ tiếc một điều là hơi nhiều phân bò nhá, nhớ là hãy cẩn thận, không thì các bạn sẽ bị dính chưởng ngay đấy. Ngoài bò ra thì có thể chụp với một vài cái cây như thế này. Mình không biết là cây gì nữa. Chú Lư. Hả? Cái gì? Chú Hào. Cái gì hỏi chấm ạ? Trời ơi, ôi dồi ôi, gì? Du học sinh Sài Gòn nó khác. Ủa đây là cây su hào. Có cần ta bật mạng tao cho mày xem cây su hào như nào không? Cái này rất là cũ mà. Không, đây là một cái cây dạ gì đấy. Mình không biết là cái giống cây này là cây gì. Xin chào bò con. Bò con thì gọi là bê nhở. Thì bò to gọi là gì? Trời ơi, cảm giác thật là yên bình quá đi. Cũng chỉ có một cây gạo thôi mà xe nó kéo dài chắc phải vài trăm mét các bạn ạ. Không có gì nhiều, chỉ thế thôi. Uầy. Kia chính xác đúng kiểu 2 mét vuông 5 ông nháy. Uầy. Mẫu khá là xinh các bạn ơi. Áo dài bay bay các kiểu thướt tha chưa kìa. Uầy. Úi xời. Và công việc của bọn mình bây giờ chỉ là ngồi chờ bao giờ mặt trời nó lặn để bọn mình sẽ khoe vàng hôn các bạn ạ. Không biết bao giờ mặt trời mới lặn nữa, mọi người cũng dần dần đi về rồi nhưng mà thật ra là mọi người sẽ bỏ lỡ cái cảnh đẹp nhất ở đây, đó chính là lúc hoàng hôn. Rất nhiều phố nháy đến đây chỉ để săn được một hình ảnh đẹp nhất của cây gạo này thôi. Wow, các bạn có nhìn thấy gì chưa? Trời ơi, đẹp quá. Phê quá. Tuyệt tác ở đây chứ còn ở đâu nữa. Ok, thì bây giờ cũng sắp tối rồi nên là bọn mình sẽ đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thích thì hãy để cho mình một like, share và đừng quên bật chuông nha, tại vì mình sẽ quay trở lại vào các video sau. Bye bye.